Xin chào mọi người, tôi tên là Kazu của nhóm Double Wish đến từ Nhật Bản. Hôm nay đi đến nhà hàng này uống đâu mất sữa. Ở đây có mắm tôm. Dạ 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 đúng rồi. Mình nghe các người Việt rất mất thích mắm tôm. Ồ, thấy. Ok, đi nhá. Kéo cứ đi 720. Đến rồi. Đúng tiếp luôn. Có là lần đầu tiên ăn tương tiếp lục và mắm tôm là chưa bao giờ ăn nên hồi hộp mắm tôm. Các bạn
kiểm tra đi. Ngon này. Xin chào. Tạm biệt, bye bye.